Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký PM hàng loạt. Đầu tiên các bạn sẽ tải tool về. Rồi mở cái tool PTC này lên. Đây là một cái tool mà thằng em ngày trước nó đã làm tặng mình. Khi mở cái phần mềm lên thì các bạn sẽ thấy hai tab, một là tài khoản PTC, hai là tài khoản PM. Thì cái tài khoản PTC kia thì các bạn không cần dùng tới nhé, vì nó bị hỏng rồi. Ở đây mình chỉ quan tâm đến tài khoản PM thôi. Để rep cái PM này thì các bạn cần có hai thứ, đó là cây 2 captcha và SSH. Cây 2 captcha thì các bạn có thể đăng ký một tài khoản trên 2captcha.com và nạp tiền trong đấy. Ở trong này thì nó sẽ tính 3 đô cho 1.000 ảnh captcha. Hình như là thế. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái API cây này sáng tạo. Rồi tiếp theo chọn SSH. Ai làm thì mình sẽ gửi cái file SSH Việt Nam cho nhé. Làm code Việt Nam cho nó load nhanh. Luồng các bạn chọn một hoặc hai luồng. Hai luồng để đối với máy yếu, cấu hình yếu thì sẽ ra từ 1 đến 2 luồng. Và chúng ta bắt đầu. Khi nào rep được nick xong thì nó sẽ hiện ở số nick tạo được. Còn đã dùng ở đây thì là cái số lượng SSH đã dùng. Có khi nào các bạn có việc mà để bạn đi xa thì các bạn có thể nhấn vào cái tùy chọn từ trận tự dừng khi tạo được bao nhiêu nick đấy. Một lát nữa khi mà tạo xong thì nó sẽ cho bạn đây là các tài khoản Perfect Money của các bạn này. Nãy là mình tạo được 4 tài khoản. Đây, tạo được 4 tài khoản. Mỗi tài khoản thì tạo ra được thêm 2 ví nữa. Vậy tổng cộng là sẽ có 12 ví, 12 địa chỉ ví. Bây giờ mình sẽ export nó ra. Một file đặt tên là demo đi. Các bạn có thể mở nó ra bằng file notepad. Đấy. Đây là địa chỉ ví này, đây là tên đăng nhập, còn đây là password. Okay.
Đây là các tài khoản Perfect Money của các bạn này. Nãy là mình tạo được 4 tài khoản. Đây, tạo được 4 tài khoản. Mỗi tài khoản thì tạo ra được thêm 2 ví nữa. Vậy tổng cộng là sẽ có 12 ví, 12 địa chỉ ví. Bây giờ mình sẽ export nó ra. Một file mở nó ra bằng file notepad. Đấy. Đây là địa chỉ ví này, đây là tên đăng nhập, còn đây là password.